Đây, các bạn thấy hiện tại bây giờ là ở phía dưới 2DF toàn là mật thải nè. Mật thải nó đổ. Lý do đợt vừa rồi là mình quên kiểm tra cái bộ phận mật thải. Nên là khi mà chạy á, là nó bị đầy cái bình mật này, nên cái bình mật thải nó không ấy được, nó không có mật, nó mật thải nó không có xuống được bình mật nữa. Thì cái cứng nhắc luôn. Nên do đó là nó phải đổ trào ở đây lại. Và khi đó mình mở ra mình thấy, thì khi mà kiểm tra lại á, thì nó là bình đầy cái bình này. Nên do đó khi mà một số cái lỗi như thế mực này, nếu gặp tình trạng này thì các bạn nên thường xuyên kiểm tra cái bình mực thải. Các bạn thấy này, đây cái bình mực thải nè. Tại đối với số lượng máy mà chạy nhiều quá thì cũng tùy theo mực đi nha các bạn. Có loại mực mình thấy đa số có loại mực, có đợt mực thì mực thải nó nhiều, có đợt mực thải nó ít. Tuy nhiên khi mà tất cả các máy các bạn chạy thì các bạn nên kiểm tra bình mật thải và kiểm tra coi thử nó đầy chưa. Nếu nó đầy rồi thì các bạn rút ra và các bạn đi đổ hết mật thải đi, hoặc là hơn nửa bình là các bạn đổ được rồi, chúng nó dễ đổ. Chứ các bạn mà để nó hơi bị đầy thì nó mật nó cứng, càng phải lắc ha. Thì do đó là các bạn nên lấy. Còn đối với những cái tình trạng này như thế này nè, thì các bạn vệ sinh nhẹ nhàng thôi, rồi các bạn lấy hết mật ra, các bạn vệ sinh các bạn vệ sinh lại rồi các bạn bỏ vô, các bạn chạy lại bình thường thì cái mật thải nó sẽ thông lại và nó sẽ xuống lại dưới trong cái bình mật này. Thì cái này nó đổ thì nó đổ ngay chỗ trên cái cây, trên cái beo nè, cái chỗ cái beo nó cũng có một cái chỗ mà để thải cái nó gạt cái mật thải ra phía ngoài á, phía ngoài sau để nó chạy xuống dưới tay và nó chạy cái ống dưới đây, nó chạy ra đây nè. Các bạn thấy nè, đây là cái ống để đây mật thải ra thì khi đó là nó sẽ, nếu mà nó chặn ở đó thì nó sẽ có hiện tượng là nó đổ mực dưới đây. Thì có thể đổ mực dưới đây, còn một nguyên nhân nữa đó là nó bị nghẹt cái ống ở phía sau kia. Ở phía sau cái máy á, các bạn mở ra các bạn sẽ thấy có một cái ống ngang như thế này nè. Một ống ngang, tức là cái mực nó sẽ lấy mực thải từ cái beo này. Nó sẽ chạy xuống cái để nó thải ra cái bình mực. Thì các bạn thấy có hiện trạng mà đổ mực như thế này thì các bạn nên kiểm tra lại cái bình mực coi thử có đầy chưa. Nếu mà cái bình mực này mà nó chưa đầy nè, nó chưa đầy thì các bạn sẽ tìm đến một cái nguyên nhân, đó là các bạn ra phía sau máy, hoặc là các bạn mở cái beo ra. Các bạn mở cái beo ra thì nó cái chỗ giữa tiếp xúc giữa cái ống mực thải, cái beo và cái chỗ cái hộp mà để chứa cái mực thải, đẩy mực thải xuống, thì phía sau nó có một cái motor xoắn nữa. Ở phía sau đó nó có một cái ống màu trắng nó nằm phía ngang thế này nè, nó ngang xuống. Thì cái bộ phận giữ, cái bộ phận tiếp giáp giữa cái chỗ cái mực thải beo ra thì nó sẽ xoắn cái mực và nó chảy, nó đưa mực xuống cái bình mực thải. Nếu mà các bạn kiểm tra cái bình mực thải dưới đây nè, nếu cái bình mở ra các bạn kiểm tra bình mực thải mà còn nó không có đầy mà nó bị đổ mực như thế này thì các bạn nghĩ ngay tới là nó bị tắc, nó bị nghẹt cái ống mực ngang phía ngang kia. Nên khi cái mực thải ở cái beo nó đưa ra thì nó thải không qua được, nó không có đẩy xuống được thì nó sẽ bị trào lại mà nó đổ xuống cái bộ phận như thế này. Thì các bạn gặp nguyên nhân vậy thì các bạn loại trừ hai nguyên nhân đó cho mình nha. Ở đây thì đa số mình gặp hai nguyên nhân đó là chính. Còn đối với khi mà cái mực thải này nó đổ như thế này thì các bạn cứ làm vệ sinh nhẹ nhàng, các bạn vui cỡ nè, các bạn vệ sinh nhẹ nhàng, các bạn đưa cái mực thải ra, các bạn cứ làm bình thường nhẹ nhàng để tránh nó đổ mực xuống chỗ thay giấy thì nó bị dơ đó. Các bạn đưa ra, các bạn cứ hốt hết mực này ra. Rồi nếu mà các bạn bỏ vào, nếu cái tình trạng có những cái tình trạng khi mà bỏ vào thì chạy được thì được, đối với những tình trạng mà ngắt ngãn nhẹ. Còn đối với những tình trạng mà nó bị nghẹt cứng luôn hai ống thì các bạn sẽ tháo phía sau máy ra, các bạn lấy hai cái ống ra thì các bộ phận nó có liên quan thì tháo, thì các bạn cứ mày mò các bạn tháo đi nha. Tại vì cũng chưa có dịp để mình làm cái video đó thì các bạn cứ mày mò các bạn tháo, và các bạn cứ để ý là khi mình tháo chỗ nào thì mình chụp hình lại rồi mình sẽ ráp vô y vậy. Và khi đối với những cái hai cái ống kia mình, khi mình lấy ra được rồi á, mình tháo mấy cái dây cu ro, đặc biệt là cái dây cu ro phía sau nha. Thì vì ro mà để quay cái motor mà để đưa cái mực thải xuống thì nó gắn nó hơi phức tạp một chút, thì các bạn nên chụp hình lại, tại vì nó khắn, nó giống như là xoắn chéo số 8 vậy đó. Thì đó, khi đó các bạn, khi mà các bạn lấy ra các bạn chụp hình lại để các bạn sau này các bạn coi, các bạn dễ tháo lắp vô. Rồi sau khi mà các bạn tháo ra thì các bạn vệ sinh hết, mở cái lò xo ra và vệ sinh, và các bạn thổi xịt bụi sạch sẽ, các bạn gắn lại là nó chạy bình thường. Thì đây là cái mực trào và đây là những nguyên nhân
mà mình hay gặp và mình là loại trừ Davaragio về này, mình muốn chia sẻ với các bạn ha. Rồi bây giờ xin chào hẹn gặp lại các bạn ha. Nếu các bạn gặp trường hợp này thì hy vọng là các bạn qua xem video của mình thì các bạn có thể làm được. Chúc các bạn thành công. Bye bye.